sai nhưng không thể nói sai. À, đó là một điều Nói sai mà và tôi làm rất thích sai. ở Anh nghe tôi nói này. Bình anh. thường á Những là ăn có thể ăn bậy, uống bậy, nhưng mà nói bậy và làm bậy không được. đúng. Và bây giờ tôi xin phép anh được chia sẻ cái tâm tư cũng như là suy nghĩ của tôi để chúng mình thử nhìn nhận và cùng nhìn nhận để làm cho cái vấn đề này cho mọi người cùng tham khảo và chia sẻ cái ý kiến của tôi hỏi cũng như là những câu trả lời Vâng. của anh. Thì tôi xin hỏi anh như này. Cái này là nhân cái sự việc mà Nguyễn Duy Tân đang là chủ chăn ở giáo xứ Thọ Hòa có chuyến sang thăm Úc và ông ta tiếp xúc với những người đeo cờ vàng. Tôi chưa biết là những người này thực sự là nó như thế nào, nhưng ông có, nhưng mà ông ta có những bài diễn thuyết rất là vô cùng là gọi như chúng tôi thường gọi là phản động, tức là chống lại cái nhà nước Việt Nam này, đòi giải tán chính quyền cộng sản. Riêng cá nhân tôi thì tôi cho rằng, tôi đánh giá rằng Nguyễn Duy Tân là một tên Judas của Kitô giáo, bởi vì là đã phản lại những cái lời răn của Chúa, không vinh danh Chúa mà lại cứ đi quá sâu vào đời thường đòi lật đổ chính quyền. Nếu tôi không muốn nói rằng chính chính quyền cộng sản này cũng vẫn tạo điều kiện cho ông ta cùng với giáo dân của họ thực hành tự do tín ngưỡng. Và theo anh thì cái là nhận định của tôi là Nguyễn Duy Tân tên Judas của Kitô giáo, thì anh có ý kiến gì thêm về vấn đề này không? Tôi Mời anh. bây giờ tôi cho tôi xếp vào là coi như là Nguyễn Duy Tân là bài nào và coi như là một cái cha giáo xứ một nào đó, nó nằm về coi như tổn thương về bài nào rồi. Khi tôi thấy khi mà cha Tân qua đến trước đây, cha Tân ở ở Việt Nam á, có làm những cái điều mà tôi không chú ý tới vì nó chưa phải là coi để mà coi như là gọi là bưng bít gì hết á. Nhưng mà khi mà cha Tân qua để nói cái clip với là với tên Chi á, là nói là coi như Hải quân Việt Nam là cộng sản á, mà bắn cái tàu của là coi như Chi, tên Chi đó, là chết 120 mấy người, còn lại sống sót á là 8 người thôi. Và họ đưa đổ thừa vào cái coi như cái người Hải quân Việt Nam cộng sản á bắn. Tôi cho đây là coi như là sai sự thật. Vì cái người Hải quân Việt Nam cộng sản không bao giờ nổ súng đầu tiên. Bất cứ một trường hợp nào họ không bao giờ nổ súng cái vắt súng đầu tiên hết đó, nó làm sao họ bắn cái chuyến Vâng, tôi tàu dân đó mà đi vượt biên. Họ chỉ bắt, nếu mà họ biết cái chuyến tàu đó vượt biên, họ đưa vô, họ sẽ bắt lại và họ gọi trong đất liền để ra mà có đem vô. Thì trên chiếc tàu đó, như anh Hùng có nói, anh Nguyễn Phương Hùng có nói, trên chiếc tàu nó họ đi vượt biên là ít nhất phải có một số vàng bạc ở trên đó. Thì họ vào họ đem dựng vào là coi như là họ lục soát, họ lấy cái số là vàng đó, thì coi như họ có lợi, tại sao họ phải phải bắn hết đi mà thả trôi đi. Là chính những người bắn đấy á, là một là Trung Quốc, hai là coi như Thái Lan, mà ba là coi như là một cái đảo nào đó, là giống như coi như Indonesia đó. Họ bắn, họ thấy cái tiếng nói Việt Nam nữa là cứu tôi với, cứu tôi với, thì coi như họ nói là Việt Nam mi đấy, là họ bắn thế. Chứ còn người Hải quân Việt Nam không bao giờ bắn hết á. Họ chỉ giữ lại và coi như là gọi trong đất liền, rồi coi như là họ giao là tàu đất liền á ra để mà đem vào. Vì lúc đó mà đi vượt biển là bên chế độ cộng sản cho là phản quốc, là bắt để vào để ở tù hết á, thì không bao giờ họ bắn được cái chuyện này. Nhưng mà cha Tân cũng qua nói những cái bịa bạc là coi như là xảo quyệt như vậy á. Bây giờ tôi với sếp với coi như là Nguyễn Duy Tân là một cái thằng cha bài nào. Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Nhưng mà ý tôi muốn nói, tôi rất cảm ơn và rất là đồng ý với những cái câu trả lời của anh. Nó không những trả lời cho tôi mà còn nói cho mọi người biết được cái suy nghĩ của anh cũng như suy nghĩ của tôi về tên Nguyễn Duy Tân này. Nhưng mà xin anh trả lời ngắn gọn tôi, theo cái quan điểm của tôi thì anh có đồng ý không?
Tôi nói rằng tên Nguyễn Duy Tân là Judas của Kitô giáo. Thì theo anh cái nhận xét của tôi như thế là quá cực đoan, quá nó có cái gì cần phải phản biện không thưa Cái ông? đó là coi như là anh đặt vào ông ta cái chỗ nào là có quyền của anh, nhưng mà tôi đặt ông ta vào cái chỗ nào là quyền của tôi, thì cái đó là coi như là tôi sẵn sàng là Vâng chịu. đúng. Vâng, tôi cũng rất có thích câu nói của anh và cũng đánh giá cao câu hỏi này, tại vì đúng là anh nói là cái quyền của mỗi người, và anh cũng không muốn vì một cái tế nhị gì đó anh cũng không thể, hoặc là thực tế là cũng chưa đồng quan điểm thật. Nhưng mà rất cảm ơn những chia sẻ của anh với tôi vừa rồi. Bây giờ anh cho phép tôi tạm xuống để tôi lắng nghe anh nói, còn anh cứ tiếp tục câu chuyện của anh, nếu như lúc nào tôi cảm thấy cần được ấy thì tôi lại xin phép anh sau. Rồi chúc anh có buổi nói chuyện Anh ngồi đó, anh thoải ngồi mái. đó, anh ngồi đó. Tôi hỏi về coi người Vâng. cựu chiến binh của là coi như là anh có tham dự trong cái chiến tranh của là coi Campuchia phải không? Vâng Ok, có. tôi hỏi anh á là năm 1977 cho đến năm 1978 là cuộc chiến giữa Campuchia và Việt Nam. Anh là người cựu quân nhân ở trong đó để đánh cái trận chiến đó, anh cảm nhận á là trận chiến như thế nào để mà coi gọi là tại sao mà Việt Nam của là coi như giải phóng quân giải phóng Việt Nam mà đánh vào Campuchia, anh cho tôi biết. Vâng, cảm ơn anh đã hỏi tôi câu hỏi này. Tại vì tôi cảm ơn, tức là khi mà tôi trả lời anh câu hỏi này thì tôi cũng được sống lại cùng với những đồng đội tôi những cái năm tháng rất gian khổ trong cái cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Và cái này thì tôi phải nói hơi rộng rộng một chút xíu. Tức là theo như đánh giá của tôi và cũng qua những lời của những sau những buổi sinh hoạt chính trị, thì sau đó là mới giải phóng cho nên là bộ đội một số thì được giải ngũ, còn một số còn lại thì cũng chỉ là huấn luyện và đóng quân rải rác ở những cái địa bàn mà mà bộ chỉ huy cảm thấy rằng cần thiết. Và chúng tôi ngoài nhiệm vụ huấn luyện thì lại còn tham gia sản xuất nữa. Thí dụ như là đơn vị tôi thì có một cái nông trường ở dưới huyện Cờ Đỏ của thế là của tỉnh Cần Thơ. Cứ đến mùa đến màng nhiều khi còn phải đi xuống đó đi gặt hái. Cái này tôi muốn nói lên, tức là chúng ta tưởng rằng sau khi mà đã giải phóng đất nước rồi thì sẽ không có một cái thế lực nào dám mà ngay lập tức mà dám xâm lược nước ta nữa. Cho đến ngày và thực tế lúc đó thì đơn vị tôi đóng quân ở thành phố Cần Thơ, cho nên ở dưới biên giới chúng tôi cũng không thực sự ra mà nói, chúng tôi không quan tâm, bởi vì sau những giờ phút huấn luyện thì chúng tôi chỉ quan tâm đi chơi hoặc là ấy khác. Nhưng đêm 30 tháng 4 năm 1977 thì đơn vị tôi lại được báo động, và là lính thì báo động là thường xuyên không ai để ý tới, có khi có đêm báo động thứ 2 lần được, cho nên là lần này cũng cứ tưởng là báo động như là là khi thôi chứ không ai để ý gì. Nhưng sau khi báo động xong thì lại được lệnh là bổ sung xăng, bổ sung đạn cho đủ cơ số rồi bắt đầu hành quân, và nói là hướng hành quân của chúng ta là thị xã Hà Tiên. Và khi chúng tôi đến hành quân xuống Hà Tiên thì qua khỏi đại giá tới đoạn Sóc Xoài ấy, thì bắt đầu thấy bà con gồng gánh rồi bếp cái gái thì mới biết là thực sự là chắc là có biến thật. Nhưng lúc đó thực sự trong đầu óc chúng tôi vẫn chỉ nghĩ rằng chắc chỉ có một lính nào vớ vẩn, nó lính Miên, tại vì nghe bà con mình ở bên Miên thường nói là cái đất Miên là cái đất thổ phỉ, nó nhiều những cái toán cướp vớ vẩn lắm, thì cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ chưa nghĩ là sẽ xảy ra cuộc chiến tranh thực sự, cái tâm trạng thế. Nhưng mà khi xuống tới thị xã Hà Tiên thì cả một thị xã vắng tanh vắng ngắt, chỉ có những đồng chí công an võ trang, thời đó gọi bộ đội biên phòng là công an võ trang, và cái đợt 207 của bộ đội Kiên Giang. Thì lúc chúng tôi xuống thật tình xuống đến nơi thì bọn Miên đã bị đẩy qua biên giới, chỉ còn lại những cảnh tượng ở sát vùng biên giới sang mía Giang Thành mới lại ấy đi về phía An Giang.
thì nhà cửa rồi này khác là bị đốt phá, rồi người dân còn ấy còn chết chóc thề nằm đó. Và lúc đó chúng tôi mới thật sự biết rằng ở đây là một cuộc ấy quân sang lớn, chứ không phải là chỉ là một toán phỉ nữa. Và sau khi ổn định đội hình và bố trí nơi canh gác ăn ở thì chúng tôi được một cuộc họp, thì có một ông sĩ quan ông nói rất vui như thế này, nhưng mà tôi tin rằng ông ấy là nói thật, tuy là rất vui nhưng mà chúng tôi rất nhớ lâu, nói rằng chúng ta đã mất cảnh giác, thấy bên anh em người ta đào công hào đào công sự thì lại tưởng là người ta làm thủy lợi, cho nên là chúng ta cảnh giác, cho nên là để bà con bị thiệt hại. Và từ ngày đó chúng tôi liên tiếp phải chống chọi với những cuộc đột kích xâm lược của bọn Khmer Đỏ, mà bọn này nó cũng ranh ma lắm, mà cái bọn Khmer Đỏ này phải nói là vô cùng tàn ác, gặp người dân là nó giết hãm biết, rồi nó chặt đầu, rồi nó đốt nhà đốt giết, nó không có tha mà ai cả. Chính mắt tôi đã từng chứng kiến nó chặt đầu một người của mình, rồi là nó cắm vào Cái cọc nhỏ á. cái một làm một cái cọc nhọn đấy. Rồi thì cảnh tượng mà một cái nông trường ở Giang Thành thì những phụ nữ phụ nước thì nói chung là bị nó hãm hiếp. Và đỉnh điểm là vào, tôi không nhớ rõ ngày tháng nhưng mà khoảng đầu năm 1978 tại tại Ba Chúc mà Tịnh Biên của An Giang ấy. Không biết là bọn là chúng chắc nó có gián điệp, bởi vì thường ngày bọn tôi vẫn đóng quân ở cái khu vực đó, nhưng lệnh điều đi về chỗ cái ở ở một địa điểm khác thì bọn nó mới tràn qua, chứ nếu có bộ đội ở đó thì làm gì thôi mà nó hoành hành như vậy được. Cho nên là tin rằng bởi vì cái gián điệp cũng dễ hiểu thôi, dân thì ở trà trộn, nói chung là mình cũng khó khó lòng thì mà kiểm qua soát được lắm. Đành rằng là lúc đó nhà nước khuyến khích những bà con ở vùng biên đó lùi vào phía trong, ít nhất một nhà cũng có một hai người ở lại để người ta trông coi những cái vườn tược, rồi sau này thấy bộ đội về đông quá mà thấy tình hình biên giới cũng yên, cho nên người ta lại kéo về thì rất ấy rất tội nghiệp cho bà con ở Ba Chúc, là sau khi bộ đội rút đi thì nó lại nhào vô nó bắn phá. Hiện tại bây giờ ở xã Ba Chúc vẫn còn có một cái khu và di tích để ghi lại cái chứng cứ tội ác. Và cái này Việt Nam rất muốn không xảy ra cuộc chiến tranh này. Chính chúng tôi cũng được học tập và được công bố trên đài là Việt Nam đề nghị với phía Campuchia rằng bây giờ hai bên hãy rút lui và khỏi đường biên mỗi bên 5 km để đối thoại, để dừng cuộc chiến tranh này lại. Nhưng mà phía Campuchia dân chủ không chịu, và hầu như nói là ngày nào cũng có thì hơi ngoa, nhưng mà thi thoảng lại có những cái toán dân từ phía bên nước bạn Campuchia sang bên Việt Nam này. Và dù rằng lúc đó nhân dân Việt Nam vẫn đang rất là khổ sở, nhưng vẫn phải dựng lên những cái nhà, những ấy gọi là cái khu đó là để dành riêng cho bà con ở bên Campuchia tị nạn sang đấy, rồi cũng phải giúp đỡ họ, cứu mang Ok, bây giờ họ để họ. anh Trần Sương, anh trả lời với Phan Nguyễn đây này, là hỏi với anh này, bác Ngơ này, anh Phan Nguyễn này, anh hiểu cái câu nói đấy chứ không? Rồi 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 khoan, để đợi bất ngờ. Có phải nó là cực đoan mà nó là thằng khủng bố Việt Tân. Việt Tân không? Cứ sao theo hiến pháp. Chắc cái này là ông ấy nói về Nguyễn Duy coi Tân, nhưng mà đây là tôi đang trả lời anh Bình Hồ về cái anh hỏi tôi về vậy xin lỗi Phan Nguyễn chút xíu nữa sẽ nói sau, bởi vì đang nói đến cái khúc này, xin lỗi Phan Nguyễn nha. Chút xíu sẽ nói về cái vấn đề này. Và thưa anh Bình Hồ và là tất cả các bạn, chính phủ Việt Nam rất có thiện chí rằng đàm phán với phía dân chủ tức là Khmer Đỏ đó để mà đạt được một cái giải pháp nào đó có lợi cho cả hai bên, nhưng phía họ dứt khoát không chấp nhận, cứ vẫn chỗ này chỗ khác suốt từ ở trên mạng quân khu 5 thì là tôi không được biết, nhưng mà từ Sa Mát tới quân khu 7 với quân khu 9 ấy, thì thường xuyên có những cuộc tập kích rồi những cuộc càn quét sang.
giết hại đồng bào Ừ. nhân dân, và cho đến sau những ngày ấy thì đều bị quân đội nhân dân Việt Nam đánh đuổi về phía bên nước họ. Và đến khoảng tháng 11 năm 1978 thì chúng tôi được một gọi là học tập. Từ khoảng đầu tháng 12 thì mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia được thành lập, do ông Hiêng Somrin đứng đầu, trong đó ông Chia Sim rồi ông gì nữa, và họ kêu gọi Việt Nam phải giúp, chứ nếu không mà không giúp thì nhân dân Campuchia sẽ bị chết hết. Và sau khi chúng tôi sang Campuchia thì thú thật với anh, những báo chí và thông tin không phản ánh hết được cái tội ác man rợ của bọn Pol Pot. Chúng tôi đi vào những cái gọi là rừng thì cũng không đúng, mà gọi là đồng cũng đúng, bởi vì cái đồng ruộng Campuchia nó không giống như Việt Nam. Có phải không biết có phải đất đai của họ nhiều hay không, dân thưa hay không, mà ở những bờ ruộng thì thường là có cây cối mọc tùm, chứ không như là người Việt Nam là phát quang hết gì ấy, mà nó cây thốt nốt, cây mã tiền, cây linh tinh, là nói chung là nó có những bờ bụi. Mà những nếu như mà đi bộ thì quan sát rất là khó khăn. Đó là cái đặc điểm của cái đồng ruộng Campuchia. Thì chúng tôi đi vào đấy thi thoảng lại bắt gặp dăm ba bộ xương cốt mà nó nằm rải rác, rải rác mọi nơi, hầu như đi đến tỉnh nào chúng tôi cũng gặp trường hợp như vậy. Đó là chính mắt tôi nhìn thấy, còn nghe người dân kể thì không thể tả xiết được những cái tội ác man rợ của là bọn Pol Pot lên Bu Sát. Mắt tôi nhìn chứng kiến, tức là vừa đi đến nơi xong á, cái thị xã Bu Sát là cách thị xã Kon Bông Chư Năng, tôi theo phỏng đoán của là tôi thôi, chứ cái lúc đó ai có để ý đến cột cây số hay gì đâu, thì nó có khoảng trên dưới 100 cây số. Thì chứng kiến tôi nhìn thấy một vài xác chết còn nằm trên bờ, và nhìn xuống giếng nó hơi sâu sâu cũng có. Đó là sự tàn ác của Pol Pot mà chính mắt tôi chứng kiến. Và nếu qua lời của những người dân Campuchia, người trẻ cũng kể mà người già cũng trẻ, đàn ông cũng kể, đàn bà cũng kể, là Pol Pot là nó tàn ác lắm, nó giết tập trung hết. Con nít có từng 7, 8 tuổi là phải đi làm rồi, chứ không được đi học hành gì cả. Chùa, chùa chiền này khác là bị đập phá ngân hàng. Bọn tôi tới con tới ngay Phnom Penh, ngân hàng hay là nhà băng nhà bụng gì là coi như là đóng cửa hết, chùa chiền trường học thì hầu như là tài sản bị nó gom lại hết, còn dân chúng là phải đi làm, nhất là các sư sãi hoặc là khác là đều phải đi về nhà quê hết, nhưng không được làm tại quê hương mình, mà nó khôn nó điều, thí dụ như là ở Tà Keo thì nó điều sang bên Kon Bum Su Phi, hay là nó điều xa hơn về Cô Công, còn người ở trên Bất Tâm Bông Xiêm Riệp thì nó lại điều xuống cái mạng này. Cho nên là sau khi mà ổn định thì bà con cứ gồng gánh cứu việc đi tìm về quê hương. Đó là những cái gì chính mắt tôi nhìn thấy và cũng nói như anh, tôi rất thích thích câu nói của anh: ăn có thể bậy, uống bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Tôi rất ấn tượng câu nói này, và tôi cũng nói với anh như vậy, tôi nói đây là nói không thể nói bậy được. Đó là cái tình hình mà Thưa chính anh mắt như tôi vậy, chứng kiến. À còn thưa anh như vậy, trong cái sự mà quay như của là bốn bốt á, là khi anh hoặc một cựu chiến binh mà đánh vào cái tù bốn bốt đó để mà coi như giải phóng cho cái người mà coi như Campuchia, là để giải thoát qua những cái xác chết như anh vừa trình qua, và ở đằng sau đó anh có biết là ai không, ai là người dựng lên cuộc chiến này? hồi hồi đó thì chúng tôi biết rõ ràng, nhưng mà không hiểu được về cái thông tin truyền tiêu dùng của mình, có vẻ có thể vì một sự tế nhị nào đó mà chỉ nói là bọn bành trướng và phản động quốc tế. Còn chúng tôi thì biết rõ ràng là do thế là có Trung Quốc giúp rồi, nhưng mà theo những cái đọc trên báo chí hoặc là được ấy thì đều nói là đó là do bọn bành trướng Bắc Kinh. Sau này thì có nói rõ là bành trướng Bắc Kinh, nhưng lúc đầu thì cũng chỉ nói là bọn bành trướng và một những thế lực đế quốc. Nhưng mà theo nhận định của chúng tôi, từng các chiến sĩ thì đều biết là đó là do Trung Quốc giúp sức rồi. Tôi nói Bởi vì thế này, anh một đoạn, xin phép anh nói thêm. tôi nói cho anh một đoạn để cho anh
cái mô hình. anh suy nghĩ mà trước đây á, là sau khi năm 75 á, là người ta quy chụp á, là cái tàn quân của Việt Nam Cộng Hòa dựng lên cái chiến tranh của là Pol Pot để mà đánh, nhưng mà không phải. Ok, mời anh. Đúng, tôi đồng ý mang cái đó. À, những cái mô hình mà chúng tôi chứng kiến này, từ những nhà ở này, rồi cách ăn mặc này, thì tôi thấy theo nhận định riêng của cá nhân tôi nhá, tôi thấy cũng giống như là những cái hình ảnh hoặc là những bài báo nói về những công xã ở bên Trung Quốc, tức là người dân Campuchia thì thường là người ta để tóc cũng linh tinh, cũng giống như người Việt Nam này, là muốn dài muốn ngắn gì hay là muốn gì thì kệ. Nhưng chính mắt tôi chứng kiến là những người dân Campuchia thường là cái lúc mà chúng tôi sang là tóc thì cắt bung bê giống như người Tàu thời cách mạng văn hóa, và người dân Campuchia thì người ta mặc sarong, nhưng khi chúng tôi sang thì họ cũng mặc quần lưng lửng, cũng cái quần vải màu thâm thâm với mặc áo, tôi nhìn thậm chí còn có những cái vùng được đội cái nón lưỡi chai giống như như là người dân Trung Quốc thời cách mạng văn hóa. Không biết là anh đã coi hoặc là đã ấy qua những hình ảnh của bên Trung Quốc cái thời kỳ công xã không, thì tôi thấy nó cũng giống y coi trang như vậy. Và người dân kể với lại chúng tôi rằng vợ chồng thì cũng vẫn được là làm vợ chồng, nhưng một tháng chỉ được gặp nhau một hai lần thôi, còn để lúc ở là nam ở riêng, nữ ở riêng, đó, và thỉnh thoảng thì lại cứ thấy kêu một vài người đi rồi không thấy trở về nữa. Đó là người thuộc có dân thuộc của người người ta đó vậy. Và là người sau đó thì người ta nói là những người đi đường đưa đưa đi ấy, thường là bị đập chết. Đó là theo người dân từ Campuchia kể. À, thì qua những cái sự mà coi như tàn gọi là tàn gọi là mình phải dùng cái tiếng mà coi như gọi là của là cái câu nói hồi xưa mà kêu là coi như gọi là diệt chủng á, Diệt diệt chủng, đúng chủng rồi. đó là coi như họ muốn là coi như cái người dân một Campuchia chết hết. Đó, cái Pol Pot này nó tàn nhẫn lắm, đánh coi như là khi mà coi như vào một cái viện, các viện mà để mà thấy lại những cái em bé mà coi như nó đập vào cây cối, coi như chết, đập coi như thả chôn từng hầm đó. Đó là một cái tàn nhẫn của là cái diệt chủng của cái thời mà là Pol Pot đó. Đó. Đó là cái mà coi như ở trên Việt Nam mình chưa bao giờ có hết đó. Đó, mà chỉ có những cái giống như coi như là những cái năm bổn thân hay là cái gì của là coi như con lai, cái làng con lai hay là coi như mấy cái chỗ đó chuyện nhỏ với Campuchia, chuyện rất là nhỏ với Campuchia, nhưng mà họ cũng dựng lên những cái bài hát để mà họ diễn tuồng. Cho đến bây giờ anh có thấy không, những cái gì nó qua rồi là qua rồi, bây giờ chúng ta níu lại cái Đúng thời rồi. gian cũng chẳng được gì. Mà tại sao mình phải níu lại thời gian làm gì? Tại sao không để cho nó trôi chảy một cách tự nhiên, cho đi theo dòng thời gian đi? Đợi mời anh. Tôi xin phép anh tôi nói thêm cái chỗ này, anh thầy là nhắc tôi. Phải nói một câu rất thật sự rằng chúng tôi hầu như đã quên cái quá khứ khi mà chưa có những cái điện thoại thông minh, chưa có những này thực sự á, hoặc là có nhớ tới thì là chỉ nhớ tới những chuyện vui hoặc là những cái chuyện ấy để mà kể lại thôi, chứ không có một cái gì gọi là hận thù hay là đố kỵ. Tôi cam đoan với anh như thế, tôi thề với anh tôi không thể nói bậy giống như anh như thế. Nhưng mà qua cái mạng thông minh này, qua cái công nghệ thông tin này, tôi cũng như mọi người mới tiếp xúc được với những luận điểm của rất nhiều những cái trường phái, và tôi cảm thấy rằng rất nhiều những cái luận điệu rất là xuyên tạc. Và chính vì bức xúc về những cái xuyên tạc đó mà tôi hoặc nhiều người khác mới phải nói lên tiếng nói của mình để mà phản biện lại những cái luồng trong đó có rất nhiều những cái phải nói là xuyên tạc một cách rất là trắng trợn. Tôi không nói ra thì chắc anh mọi người cũng đã hiểu rồi. Cho nên chúng tôi là người miền Bắc, nhưng mà tôi đi bộ đội rồi tôi ở trong miền Nam này,
quan hệ với tất cả mọi người chứ không hề phân biệt ông này là ngày xưa là cái gì, họ nhiều người ở trong số họ thế, người ta không quan tâm tôi là đã thằng là đã từng là từng đi bộ đội chứ, cứ mày tao mi tớ anh năm anh tám rất là thân thiện chứ không có gì. Nhưng thời gian gần đây chính một số những cái luận điệu hoặc là những cái tư tưởng hận thù đã mang lên, đã mang lại cuộc chiến trên mạng này. Và tôi nói thẳng, chính những người phía bên kia vì những cái thông tin hoặc là những lời nói nó nói lịch sự thì là nó khó chấp nhận được. Tại vì tôi nói khác Từng cho nên là chúng tôi lên tiếng. Dạ tôi đây, dạ tôi nghe đây. anh có biết anh có cái người học trò nào mà coi như tên Doãn Nhi Lân không?